nước súp hầm từ xương gà. Ok, mấy bạn thấy là có cà chua, có củ ghiền thì phải, nấm, ớt. Cái lá kia giờ là lá chuốt đúng không anh? Gà. Gà. Em cứ nghĩ là mình sử dụng lá chuốt chứ. Lá chanh. Curry đỏ, red curry. À. Rồi tới sữa. Nước cốt dừa. Thực sự may mắn là bởi vì gặp được anh chủ ở đây mới xin phép vô quay được. Sau đó là cái nước dùng là nước gà đó. Rồi cho tất cả nguyên liệu vào. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy bá cháy bò chét rồi. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 31 tháng 8 năm 2019. Và mình đang đứng trên cầu Rạch Thông mấy bạn. Bên phía tay trái là quận 8, bên phía tay phải là quận 7. Ở đây có một chiếc xe nó bắn thơm và nó đang rao ra rả ra rả, cho nên âm thanh có thể hơi khó nghe. Nhưng mình chọn cái địa điểm này là bởi vì cái cảnh này rất là đẹp. Đây các bạn nhìn xem ha. Đó. Trưa hôm nay thì mình phải nói là mình khá là may mắn các bạn. Sau mấy ngày đi tìm một cái quán ăn hoặc là nhà hàng có đầu bếp là người Thái đứng nấu, thì cuối cùng mình đã tìm ra. Và đó là nhà hàng Bangkok Kitchen, nằm ở quận 7. Thì ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng, thì khoảng cách của nó từ quận 7 qua quận 4 tới quận nhất cũng gần. Thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với rất nhiều bạn. Mình nói về cái vị trí địa lý đó. Còn mình là từ quận 8 đi qua thì mình sẽ đi qua hướng quận 7 rồi qua quận nhất. Ở đây cũng là cái con đường mà hồi xưa mình thường đi qua, là bởi vì ngày xưa mình làm ở bệnh viện FV, bệnh viện của Pháp cũng khoảng 2 năm. Tuy nhiên mấy bạn đừng hỏi mình tiếng Pháp nha, mình không học tiếng Pháp. Sau 2 năm làm mình chỉ nhớ được mấy từ như là bonjour, merci, rendezvous, sans rendezvous thôi. Rồi, chúng ta cùng đi mấy bạn nha, 1 giờ trưa rồi. Bangkok Kitchen, đầu bếp người Thái. Đó. Quan cảnh đây bạn. Cây cầu này rất là rung rinh nha, mỗi lần chiếc xe tải chạy qua mình cũng hơi sợ đó. Chắc nó cũng thuộc dạng cũ lắm rồi. Đây nào các bạn thấy không? Rồi. Cái xe bán thơm này nó ồn ghê luôn vậy. Kêu gì mà nó kêu liên tục. Rồi mình đi. Và đây là đường Trần Xuân Soạn, quận 7 mấy bạn ha. Sau khoảng chục năm rồi thì nó vẫn như vậy thôi. Không có gì thay đổi nhiều lắm. Bên hướng bên kia chính là khu vực quận nhất mấy bạn, tức là đi qua mấy tòa nhà bên kia kìa ha. Đó. Đôi khi vì vấn đề ghi hình ghi âm trực tiếp mà mình phải chịu tiếng ồn thôi, mấy bạn thông cảm nha. Cái xe thơm nãy cứ rao liên tục mà mình không hiểu tại sao không có rao thêm một cái nhịp điệu nào, nó rao loạn lên hết. Tuy nhiên mình nghĩ là khi mình ghi hình ghi âm trực tiếp á, thì đối với các cô chú anh chị mà ở nước ngoài thì sẽ cảm thấy nó thích thú hơn là mình chèn cái phần âm nhạc vào, là bởi vì cô chú anh chị sẽ nghe được cái âm thanh, những âm thanh quen thuộc của Việt Nam. Rồi mình tiếp tục đi mấy anh chị, mấy bạn. Mình quay cận cảnh cho mấy bạn xem nha. Ở đó có một tàu chở dừa kìa, mình nghĩ chắc từ miền Tây lên. Đó. Ở đây cũng có khá nhiều tàu cập bến ha. Và như thường lệ, các con kênh ở Việt Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, nói chung là rác rất là nhiều. Mấy bạn có thể thấy ha. Tình trạng này là một tình trạng phải nói là đau đầu. Không biết bao giờ Việt Nam mới sạch và đạt được cái chuẩn như kiểu Singapore. Rồi, chúng ta tiếp tục đi.
lâu quá rồi mới đi lại con đường này. Và đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh mấy bạn ha. Mấy bạn chạy về hướng đó chút xíu, quẹo tay trái chính là bệnh viện FB. Hồi xưa mình làm ở đó. Nhìn qua đây đẹp ha. Ê, mình tiếp tục đi sau khi ngắm phố phường. Từ đại lộ Nguyễn Văn Linh mình quẹo vào đường Đặng Đại Bộ mấy bạn. Ở đây khu này rất là đẹp mấy bạn xem nè, Hưng Gia Ba nha. Đây mấy bạn. Và ten Bangkok Kitchen là mình bán. Lâu quá rồi mới trở lại đây, cũng đi tìm đường một hồi mấy bạn nha. Mình đi qua bển mấy bạn. Khu này được cái buổi trưa rất là yên tĩnh. Đây, Bangkok Kitchen mấy bạn. Và cái tòa nhà nhìn rất là sang trọng ha. Ở đây họ sử dụng một cái màu, đó là màu tím, là màu chủ đạo. Rồi, mình bước vô trong các bạn. Ở đây cây xanh bố trí cũng khá nhiều, cho nên hình thấy là nó bước mắt ha. Mình chọn ngay cái thời điểm này phải nói là khá muộn các bạn, hiện tại khoảng độ 2 giờ trưa rồi đó. Để ghi hình cho nó dễ, do đó mấy bạn thấy là không có khách nha. Đôi khi mấy bạn hỏi tại sao mình không ghi hình cái lúc họ có nhiều đông khách, là bởi vì những lúc đó khá là bất tiện. Mình cũng sợ ảnh hưởng tới khách hàng nữa. Rồi, mình vô trong. Bên trong thầm mày biết là có máy lạnh nha. Và đây là không gian bên trong các bạn. Sang trọng. Từ bên trong nhìn ra mấy bạn. Hiện tại mình đang đợi đầu bếp người Thái set up mọi thứ. Bây giờ mình sẽ ghi hình cái thực đơn mấy bạn xem nha. Mấy bạn thấy cái chén đây không? Mình thích cái chén ở đây nè. Đây, thực đơn của nhà hàng Bangkok Kitchen. Món ăn Thái do chính đầu bếp Thái nấu. Đầu tiên là salad ha. Ở đây là gỏi đu đủ tôm khô nè, 129.000 đồng. Gỏi đu đủ ba khía, 159.000 đồng. Mình đã gọi một phần gỏi. Món mà mình gọi chính là gỏi đu đủ tôm sống. Và đầu bếp đang chuẩn bị. Gỏi bò nướng sốt Thái 179.000 đồng. Gỏi xoài cá chê 149.000 đồng. Gỏi miếng mực 159.000 đồng. Gỏi sứa kiểu Thái 129.000 đồng. Gỏi đặc biệt Bangkok 169.000 đồng. Gỏi sầu huyết 189.000 đồng. Như vậy thì ở chủ nhà hàng cái giá này cũng tương đối là ok các bạn nha. Đây mấy bạn, địa chỉ nè ha. Số 1 Phan Kim X, khu Hưng Gia 3, phường Tân Phong, quận 7. Hotline 0941 455565 hoặc là 0286674665. Và đúng cái món mình mong muốn đây chính là súp tôm dăm gà 149.000 đồng, súp tôm dăm tôm 159.000 đồng. Mình đã chọn cái phần súp tôm dăm gà, súp tôm dăm hải sản 169, súp tôm dăm rau củ 129.000 đồng. Ở đây có súp tôm kha gà 139.000 đồng. Thực sự mình rất muốn thích thử cái tôm kha. Nhưng ở Việt Nam thực tế là phải là những người đã từng đi Thái rồi mới biết được cái món tôm kha này. Do đó mình không có chọn nó. Mình sẽ đợi đợt sau. Thì súp tôm kha tôm 159.000 đồng. Súp tôm kha hải sản 169.000 đồng. Súp tôm kha rau củ 129.000 đồng.
súp rồng biển thịt bằm 129 ngàn đồng, súp rồng biển hải sản 149 ngàn đồng. Tiếp theo chúng ta có cà ri nè, cà ri thì gà nấu cà ri xanh 139 ngàn đồng, bò nấu cà ri xanh 169 ngàn đồng, vịt quay nấu cà ri đỏ 159 ngàn đồng. Mình quyết định chọn cái món thứ ba, vịt quay nấu cà ri đỏ. Còn rất là nhiều món các bạn, tuy nhiên mình đợi đầu bếp để mình quay cái cách nấu ăn, rồi sau đó mình ăn rồi mình sẽ quay tiếp cái phần thực đơn nha. Ngoài hơi nóng chút xíu. Lý do mình chọn bên ngoài không những chỉ là vì cái view đẹp, cái thứ hai là bởi vì nó sẽ có ánh sáng đầy đủ để ghi hình. Bởi vì đôi khi đi ăn phải là hy sinh mấy bạn ha, chứ không phải là chọn cái nơi nào mát mẻ để mình ngồi. Sao quá đi khắp. Ảnh là đầu bếp người Thái á. I think it's okay. I think that's okay. Yeah. Yep. So now we are making the papaya salad. Yes. Right. Okay. Oh yeah, that's okay. Yeah. I think I'm standing here. Yeah. So you come from Bangkok? My home in Pattaya. Oh, Pattaya. Yes. Mấy bạn thấy không? Nước mắm nè. Yes. Nước cốt chanh nè. Yes. Okay, lemon juice. Lemon juice and sugar. Sugar, yeah. Yes. Mình thấy hình như có đường thốt nốt nữa. Cook together. Palm sugar, right? Yes, palm sugar. Yeah. And light shrimp. Okay. Tôm. Tomato. Yeah, cà chua các bạn ha. Ở đây sẽ có chanh và đậu bắp. Xin lỗi. Đậu đũa, mày nhớ đậu bắp chứ. Long bean. Yeah. I love spicy, so you make it spicy, yeah? Yes. Okay, done. Yeah. That's it. Em nhớ như mình chọn cái món gỏi đu đủ tôm sống thì phải. Ở đây như là gỏi đu đủ không đúng không? Với tôm thôi. Ở đây là tôm khô. À, tôm khô hả? Ok. Yeah. Ok, tôm dăm chicken. Món sắp tới mình ảnh sẽ nấu là món tôm dăm gà nha. Ở đây mình thấy nấm, cà chua. Nước này nước súp gì anh hả? Nước súp hầm hầm từ xưa. À, yeah. Đây là xương heo anh à ha, xương gà, dạ. Nước súp hầm từ xương gà, ok. Mấy bạn thấy là có cà chua, có củ ghiền thì phải, nấm, ớt, cái lá kia hình như là lá chuốt đúng không anh? À, gà. Em cứ nghĩ là mình sử dụng lá chuốt chứ. Không, lá chanh. À, lá chanh.
cục trần. Ồ, cái mùi bay lên rồi đó, thơm lắm. Milk. Ở đây có sữa nữa các bạn, không biết sữa gì đây. Cái sữa đó là sữa gì anh hả? À, sữa là sữa lỏng, sữa lỏng mà nó à. Ok. Đây. Nhìn cái tô ra cái chất này các bạn. Ớt, ớt khô. Món tiếp là cà ri vịt, là cà ri đỏ mấy bạn ha. Đây là red curry with duck. Đây mình thấy nguyên liệu nè, vịt quay nè, thơm nè. Ủa có nho nữa anh hả? À, có nho. À, có nho, ớt, rồi có thêm cái cà pháo, đậu đũa, lá quế. Củ năng, củ năng. Bếp ở đây giống dạng bếp công nghiệp các bạn ha. Thường thì xưa mình làm trong khách sạn 4 sao thì có cái bếp nó sẽ lớn hơn xíu này. Một chén sữa nữa. Rồi, đầu tiên cho dầu vào. Làm cho nóng. Cái sốt đó là sốt gì anh hả? Cái curry thì đó là cái cà ri đỏ. Cà ri đỏ, red curry. À. Rồi, cái sữa. Nước cốt dừa. Ồ, là sốt dừa. Sự may mắn là bởi vì gặp được anh chủ ở đây mới xin phép vô quay được. Sau đó là cái nước dùng là nước gà đó. Rồi cho tất cả nguyên liệu vào. Thấy không? Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy bá cháy bò chét rồi. Ngon. Sugar. À, đường các bạn. Yeah. À. Mấy bạn nghe cái tiếng rồ rồ chính là cái hút mùi á. Cái máy hút mùi. Yeah, that's it. Khó khăn khóc. How to say delicious in Thailand language? No, say delicious. Is it alloy? Alloy. 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 But loy also mean handsome, right? Yeah. Yeah. Alloy. 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 Yes. That's it. Thank you so much. Yeah. May I know your name, please? It's this one, right? No, your name. My name is Bajak Sikong. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Rồi nấu xong ba món mấy bạn, mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài ăn. Ở đây thiếu ánh sáng phải ra ngoài thôi. Và đây mấy bạn,
Hôm nay là một bữa trưa hoành tráng luôn, 2 giờ là 30 phút trưa rồi đó. Mấy bạn thấy không, nhìn lại đã thèm ha. Đặc biệt mình rất ấn tượng với cái ly trà. Mấy bạn biết tại sao ấn tượng không? Là bởi vì cái vị trà nãy mình mới uống đúng cái vị theo của Campuchia. Mấy bạn qua Campuchia mấy bạn sẽ được uống loại trà này, nó rất là thơm. Hey. Mình nghĩ cũng có thể là bên Thái Lan cũng là sử dụng cái loại trà này nè. Nó không phải thơm mùi lại, cũng phải mùi sen các bạn nha. Không biết diễn tả thế nào, nói chung là nó thơm. Nó gợi cảm giác cho mình nhớ về Campuchia. Và đây, món đầu tiên chính là món cà ri đỏ với vịt quay. Đấy chưa? Một phần ăn như thế này mình nhớ có giá 159.000 đồng ở đẳng cấp của nhà hàng, mình thấy là ok, giá được. Món thứ hai chính là đu đủ dầm với lại tôm khô ha. Đó. Món thứ ba là tôm dầm với lại gà. Mình nên bắt đầu từ món nào đây? Mình nghĩ đầu tiên sẽ là món gỏi. Ok, ăn gỏi trước nha. Ở đây có thêm phần cơm nữa. Nhìn đã quá. Một mình ăn cái này chắc không hết rồi đó. Chua cay rất tới mấy bạn. Phải đúng là thật sự ngon. Đu đủ giòn, chua, chút xíu ngọt. Cay, nó là cay. Cái phần tôm khô nữa, thơm nữa. Món này ngon, đúng thực sự nó là đầu bếp Thái Lan. Ăn một cấp thôi là đã thấy nó thơm ngon rồi. Mình sẽ tiếp tục món khác nha. Tiếp theo là cái món tôm dăm gà mấy bạn nha. Mình rất là thích tôm dăm và tôm kha. Rồi, cái phần nước của tôm dăm mới chính là cái phần quan trọng nào để mình thử. Chua ngọt rất vừa tới mấy bạn. Đúng là nó đạt cái vị lắm chứ không có quá gắt nha. Ở đây có chút xíu béo béo do cái phần sữa nữa. Rồi. Ở đây như mấy bạn lại thấy là có phần cà chua ha. Rồi củ ghiền ha. Rồi rất nhiều xả nha. Ớt ha. Ớt cho nhiều mà thực tế là cái vị cay nó mức độ vừa phải thôi. Bây giờ sau cái phần nước tôm dăm rất là ngon rồi, để mình nếm thử cái phần thịt gà. Phần thịt gà sắc thành từng miếng này nè. Thì nó dai dai sực sực mấy bạn ha. Bản thân mình thì mình thích cái phần tôm dăm tôm hơn, hoặc là tôm dăm hải sản. Tuy nhiên anh chủ nói là cái món này là món rất nhiều người Việt Nam thích, cho nên mình quyết định mình chọn quay cái món này. Trong cái món này không có điểm gì để chê cả. Chuẩn Thái. Ngon quá. Và sau cùng chính là món cà ri đỏ với vịt quay. Để mình nếm thử cái phần cà ri đó. Cà ri Thái thì khác cà ri Việt và cũng khác cà ri Ấn Độ mấy bạn. Và cũng khác luôn cà ri Campuchia. Cái mùi cà ri đỏ này mình không biết diễn tả thế nào. Nói chung là nó không có giống cái mùi của cà ri Việt Nam nha. Ở đây nó có độ ngọt, béo và thơm. Bạn nào mà thích ăn béo béo thì cái món này mấy bạn sẽ rất là thích. Ở trong đây có cả thơm nữa nè, cho nên sẽ có một cái vị gì đó nó hơi chua chua xíu nữa. Nó làm giảm bớt đi cái độ ngấy của cái món ăn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái thằng thịt vịt nha. Miếng thịt vịt rất là ngon mấy bạn. Cái phần da bên ngoài nha, rất là thơm, béo béo. Phần thịt mềm vừa phải. Mình chấm cái món thịt vịt này. Ba món đều ngon hết. Rồi, mình ăn hết nha mấy bạn nha. Không biết xử được hết cái món này không nữa. Nhìn đã quá, nhìn khó mang về. Tại liên quan tới món nước nhiều hơn. Tuyệt vời, bữa nay cơm trưa hôm nay. Đôi khi có mấy con ruồi nó bay vô đây. Hồi nãy mình tưởng là nóng chứ mình ngồi hoài một lát thì cảm thấy nó cũng mát mẻ, bạn cũng có gió. Ở đằng kia là họ có meeting. Họp về nãy mình nghe và nói về vấn đề món ăn rồi đó. Rồi mình ăn hết nha. Ăn xong thì mình sẽ có thể có một cái đánh giá cuối cùng luôn. Mình xem tiếp cái thực đơn mấy bạn ha. Ở đây rau muống xào tỏi 99.000 đồng. Rau thập cẩm xào dầu hào 129.000 đồng.
các loại nấm xào dầu hào 139.000 đồng, các loại nấm xào dầu hào, ủa cũng vậy thôi, 139.000 đồng. Tiếp mấy bạn, 4 hào sống 2 vị 179.000 đồng, 6 tôm sú lăng dừa 159.000 đồng, chả tôm kiểu Thái 149.000 đồng, chả cá kiểu Thái 169.000 đồng, cánh gà chiên lá thảo mộc 139.000 đồng, vịt nướng kiểu Thái 299.000 đồng, mực tôm chiên giòn muối kiểu Thái 229.000 đồng, mực xào trứng muối 229.000 đồng, bò xào tiêu đen 149.000 đồng. Đây là cái phần mình nghĩ là mấy bạn sẽ thích nè. Miếng xào hải sản 149.000 đồng, bát thái gà 129.000 đồng, bát thái tôm 149.000 đồng, bát thái đậu hũ 129.000 đồng, cơm chiên thịt cua kiểu Thái 139.000 đồng, cơm chiên cá sặc 129.000 đồng, cơm chiên hải sản tôm dăm 139.000 đồng, cơm chiên hải sản trái thơm 169.000 đồng, cơm chiên thịt gà kiểu Thái 129.000 đồng, cơm chiên mắm ruốc 169.000 đồng. Một số món khác mấy bạn, bò xào Thái ba xin là 149.000 đồng, heo xào Thái ba xin là 119.000 đồng, gà xào Thái ba xin 119.000 đồng, hải sản Bangkok Kitchen 149.000 đồng, cua lột xào cà ri vàng, cái món này đã, 259.000 đồng, cua lột xào tiêu đen 259.000 đồng, cua lột xào trứng muối 269.000 đồng, bắp bò hấp sốt Thái 179.000 đồng, lạp heo cái món tối hôm qua mình ăn á 129.000 đồng, lạp gà 129.000 đồng luôn. Ánh sáng đây do cái lớp ni lông nó bao bọc cái thực đơn ngoài nó hơi bị chói bạn nha. Những món này có giá hơi cao nè, cua xào cà ri vàng 349.000 đồng, cua xào tiêu đen 349.000 đồng, hải sản cà ri hấp trái dừa 229.000 đồng. Mình chắc chắn là sẽ còn có dịp quay lại cái nhà hàng này nữa, rất nhiều món. Cá diêu hồng hấp chanh tỏi kiểu Thái 459.000 đồng, cá diêu hồng chiên giòn với gỏi xoài, cá diêu hồng sốt chua ngọt, cá diêu hồng sốt chua cay, như là 459.000 đồng hết á. Cá chẽm chiên giòn với gỏi xoài 459.000 đồng mấy bạn. Thì cá chẽm hấp chanh tỏi nè, cá chẽm sốt chua ngọt nè, cá chẽm sốt chua cay ha, rồi cá chẽm xào sốt chua ngọt 469, tôm sú sashimi 189. Ê, tôm sú sashimi món này được á. Ê, còn lẩu rồi rất nhiều món mấy bạn, mình không ăn thôi nên không ghi thực đơn nữa. Ở đây có cả quầy bar cho nên họ chế biến cả cái cocktail rồi coffee, tea, tất cả đủ hết mấy bạn ha. Mình nghĩ là đến đây ăn tối với bạn bè người thân rất là tuyệt á. Và khoảng cách từ quận nhất qua quận 4 tới quận 7 đây cũng gần nữa, nếu mà không có kẹt xe gì hết thì đi khoảng độ 20 phút thì là tới rồi. Giờ này thấy thoải mái gì đâu mấy bạn ơi, mát mẻ nè. Aloy, mấy bạn nhớ Aloy ha, Aloy có nghĩa là ngon đó. Hồi ở Thái thì mình học được thêm câu đó là Pum Ra Kun, có nghĩa là anh yêu em. Để dễ dàng thì mình chỉ đường cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn thấy cụm tòa nhà này đây nè. Đó. Và phía trước chính là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Rồi mấy bạn sẽ thấy chữ Ốc Linh ha. Ở đây là đường Đặng Đại Bộ nha. Bên đây là có hai cái tòa nhà đang xây dựng nè, khoảng lên tới tầng 12, 13 gì đó. Mình thấy rất là ngon và mình chắc chắn sẽ trở lại nhà hàng này một lần nữa. Và cái bill hôm nay mình ăn là 487.000 đồng. Nhưng mà mình cảm thấy rất là thỏa mãn mấy bạn, phải nói là thức ăn ngon. Với ba cái món ăn đó mình nghĩ là khoảng độ 3 người đi ăn là ok. Có nghĩa là chỉ cần khoảng độ 200.000 người một người thôi thì mấy bạn nó có thể ăn được món ăn Thái của chính người Thái nấu luôn, rất là ngon. Rồi, cảm ơn các bạn, mình đi về nha. Khu này thì chủ yếu là người Hàn Quốc sống nè, mấy bạn thấy không? Đấy, hai bác kia chính là người Hàn Quốc. Rồi, chúng ta đi về. À, mình qua chút xíu nhận xét về nhân viên thì nhân viên nói chung cũng lịch sự ha. Tuy nhiên để gọi là đạt được cái đẳng cấp của một cái nhà hàng thì chắc vẫn còn phải thêm một chút xíu gì đó training. Tại vì cái lúc mình vô á thì mình thấy nó cái không khí nó bình lặng quá, nó chưa có thuộc dạng như là một cái welcome như là cái kiểu gọi là cái dòng 3-4 sao, cái service nó phải good hơn nữa. Yeah.
Rồi thôi mình đi.